비추고 Trong những ngày vừa qua, cư dân mạng đang xôn xao về một đám cưới ở Trung Quốc. Theo những bức ảnh đăng tải, cô dâu mặc chiếc váy cưới màu trắng, sở hữu thân hình mũm mĩm và khuôn mặt khá bình thường, không có điểm gì nổi bật. Tuy nhiên, điều đáng nói là bộ trang sức của cô dâu trong ngày cưới, từ vòng cổ, vòng tay, nhẫn và khuyên tai đều được làm từ vàng. Bộ trang sức bằng vàng chói mắt treo nặng trĩu trên người cô dâu khiến không ít người đỏ mắt ghen tị. Trước độ giàu có của gia đình cô dâu, cư dân mạng cũng rất tò mò, không biết người đàn ông nào có diễm phúc cưới được người vợ như vậy. Thế nhưng khi biết diện mạo của chú rể, ai nấy đều phải kinh ngạc, dường như không tin nổi vào mắt mình. Chú rể có bề ngoài khá bảnh trai, nhưng điều đáng nói hơn là chú rể có vẻ ít tuổi hơn cô dâu rất nhiều. Vì vậy, đám cưới này lại càng thu hút sự chú ý của dư luận. Một số người cho rằng cô gái thật may mắn khi lấy được một người chồng vừa trẻ vừa đẹp trai và có phần ngưỡng mộ về tình yêu của cặp đôi. Một người bình luận, thật đáng ngưỡng mộ, ban đầu cứ ngỡ rằng chú rể sẽ già và có ngoại hình bình thường, nhưng không ngờ chú rể lại trẻ và đẹp trai đến vậy. Đúng là tình yêu thì không bao giờ có khoảng cách, chúc mừng hạnh phúc nhé. Tuy nhiên một số khác lại cho rằng chàng trai kia thực chất chỉ là một kẻ đào mỏ vì gia tài kết xù của cô dâu nên mới lấy một cô gái hơn tuổi, ngoại hình mũm mĩm như vậy về làm vợ. Nhìn chú rể cười thật miễn cưỡng, có thể anh ta lấy cô gái này chỉ vì tiền mà thôi, một người viết. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me.